Chào mọi người và các bạn ha. Bữa nay mình sẽ kể lại câu chuyện ông cậu Hàng. Chuyện này rất là độc đáo, rất hay ha các bạn. Kể về một người thực tế. Người đó không tin trên đời này có ma, cũng không sợ ma luôn ha. Các bạn hãy theo dõi câu chuyện nha. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để tiếp động lực cho mình ha các bạn. Không bao giờ phí thời gian, đều là những câu chuyện đã từng xảy ra. Mình sẽ nhanh chóng đi vào câu chuyện. Ông cậu hai ông nói đó, hồi đó có một người đàn ông trên 50 tuổi rồi. Người ta thường hay gọi ông là người thực tế. Ông không tin trên đời này có ma. Nhưng mà tính tình của ông thì nó cứng rắn, ngay thẳng. Tánh ông nóng lắm. Trước mặt ông mà nói chuyện ma quỷ một hồi là bị ông chửi đó. Lơ mơ là ông giả chết đó nghe. Đó. Ông đó tên là Hai Tâm. À, ta thường kêu ông Hai Tâm là người thực tế đó. Ông Hai Tâm là người khá giả. Cái nhà của ông đó các bạn, ông cắt trong cái miếng vườn của ông đó, nó cách cái con đường làng đó cả chục thước, cho nên á bây giờ á là cái sân nhà của ông Hai Tâm đó rất là rộng, cây cối rất là nhiều, phải nói là xinh đẹp, mát mẻ, thậm chí là âm u luôn, xung quanh là vườn tược ha, cây cối âm u mát mẻ luôn. Mà một điều đặc biệt nhất đó là nó có một cái hàng sao. Mở cái cửa sổ nhà ông Hai Tâm ra đó, nhìn qua bên đây nè là thấy cái hàng sao rõ ràng luôn đó. Trong khoảng thời gian đó, những người ta đi ban đêm ban hôm hoặc những người ta câu lưới ở trong đồng đó các bạn, người ta cũng thường hay nói ở trên cây sao của nhà ông Hai Tâm á có mấy bóng người. Nè, lúc đó đó ông Hai Tâm đó ông ghét dữ lắm, ông chửi mấy người kia nói dốc nói lao, hù ma hù quỷ. Còn trong khoảng thời gian đó, bà thím hai đó, tức là vợ ông Hai Tâm đó các bạn, bà thường hay nằm mơ bà thấy thấy mấy bóng người đi ở ngoài đường đó rách rưới, nhưng mà có vẻ đói khát, quẹo vô trong nhà đó xin cơm. À, cây khi mà những người rách rưới đói khát đó quẹo vô nhà xin cơm đó là tự nhiên bà giật mình thức dậy. Mà bà thím hai bà thấy như vậy nhiều lần rồi, chẳng những vậy mà bà thím hai đó bà còn nghe được cái tiếng rên rỉ từ ở ngoài giường của mình vọng vô. Ban đêm ban hôm đó các bạn, nhưng mà bà thím hai bà sợ ma dữ lắm. À, cái bà thím hai bà nghi ngờ chết rồi, như vậy là cái lời đồn của người ta không sai rồi, chính bản thân mình còn nghe, mình cũng thường hay nằm chiêm bao mình thấy như vậy. Cái bà thím hai đó bà mới đem câu chuyện đó bà nói lại cho ông Hai Tâm nghe. À, ông Hai Tâm ông la trên đời này làm gì có ma, làm gì có quỷ, trời ơi, bà nghe người ta nói người ta hù rồi, cái bà hoang tưởng. À, bà suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, bà sợ ma riết bà chết nghe không. Đó. Cái ông Hai Tâm ổng không nói gì hết. Ổng nói bây giờ bà đừng có tin những điều đó nữa. Nè, đêm đó đó các bạn, tầm nửa đêm, ông Hai Tâm đó, ổng cảm thấy ổng là khát nước. Nè, ổng giật mình thức giấc đó, ổng mới bước đi ra ngoài để ổng rót ly nước, ổng uống. Cái tự nhiên sao mà ông Hai Tâm đó, ổng thấy cái cửa sổ của mình đó, nó gục gịch gì nè, làm như là nó nhúc nhích. Nè, mà ông Hai Tâm nó ông nghe ở ngoài gió xào xạc, ông Hai Tâm nó nói gió như vậy thì không đến nỗi là cái cửa nó phải nhúc nhích. À, ông Hai Tâm ông thấy lạ quá lạ đi, ông Hai Tâm mới đi lại hé cái cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài coi có trời mưa trời gió gì không mà lạ lùng nè. Khi ông Hai Tâm ông hé cái cửa sổ ra đó các bạn, là ông Hai Tâm ông nhìn thấy cái hàng sao rõ ràng rồi, là ông thấy mấy bóng người ngồi trên cái cây sao rõ ràng luôn. Ông Hai Tâm ổng giật mình tá quả, mình mẩy run rẩy lên trong lúc đó. Chẳng những vậy mà ông Hai Tâm ổng còn nghe những cái dòng âm thanh ma mị từ ở bên cây sao đó các bạn, nó vọng vô lỗ tai của ông. Mà ông Hai Tâm ổng hiểu được rằng đó, trời ơi, đói quá, đói quá. Trời ơi, ông Hai Tâm ông vừa chực nhớ tới những cái giấc mơ mà vợ của mình kể nghe nè, cùng với mình thấy như vậy mà người ta cũng nói như vậy. Ông Hai Tâm á, ông bước qua bên đây nè các bạn, ông chợt cái giò ông té một cái gầm.
Cái bà thím hai đó, bà giật mình đó, bà chạy ra bà đỡ ông lên, bà mới hỏi có chuyện gì không. Ông mới nói không 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 có chuyện gì, ban đêm ban hôm tôi đi dắp dò thôi không sao đó. Cái bước qua hôm sau đó các bạn, ông Hai Tâm đó, ổng cũng có một người bạn, mà người bạn của ông Hai Tâm đó tính tình thì cũng là cương trực như ông Hai Tâm, không có tin trên đời này có ma quỷ, nhưng mà ông kia thì thường hay chửi thề. Cái ông Hai Tâm mới nói cái chuyện hồi đêm hôm đó, tao nhìn thấy trên cây sao của tao có mấy bóng người như vậy đó, tao còn nghe nó rên rỉ, nó nói là nó đói nữa. Cái ông bạn của ông Hai Tâm với các bạn, bây giờ mình tạm mượn cái tên giả ha, mình gọi là cái ông Bảy Được đi. À, ông Bảy Được á, tuổi tác cũng tương đương với ông Hai Tâm. À, ông mới chửi thề, ông nói trời ơi trời, có gì đâu mày phải sợ Tâm, dùng bác cái đầu ma đầu quỷ mà vậy vậy đó các bạn. À, cây thôi ngày đó cũng đi qua. Cây bước qua 1 2 ngày sau đó là cái bà vợ của ông Bảy Được đó, bà giật mình, bà mới nói đó trời ơi sao mà mấy bữa nay bộ mình là có làm gì ổng buồn không mà ổng không có nói chuyện với mình. Cây bà mới lại bà hỏi ổng, tôi có làm gì ông buồn không mà ổng không có nói chuyện mấy bữa rồi. Ông mới ngước mắt lên cứ nhìn bà gì hoài vậy nè, mà cái miệng thì không có nói được, cứ ở ở như vậy đó hà. Cái một hồi đó bà giật mình đi, bà mới nói bộ ông nói chuyện không được hả gì. Ông mới gật đầu, ông nghe mà ông không có nói được, ông gật 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 đầu vậy nè. Bà tá quả hết hồn, trời ơi sức khỏe của ông thì bình thường, tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy. Cái bà vợ của ông Bảy Được đó các bạn mới chạy đi qua bên nhà ông Hai Tâm đó, mới hỏi hổm rày nè có chuyện gì không mà sao mà tự nhiên ổng nghỉ nói chuyện rồi. Nè cái ông Hai Tâm đó mới nói lại bữa đó đó, tôi có nói ba cái vụ mà mấy cái bóng ma trên cây sao đó, cái thằng Được đó nó có chửi, tôi chỉ nghe tôi biết vậy thôi chứ tôi không biết gì nữa. Nọ cái bà vợ của ông Bảy Được á các bạn, bả là người tâm linh nè, bả mới chạy riết về nhà, bả nấu cơm bả cúng, bả gian giá vậy vậy đó, bả xin lỗi. Cây một chút xíu đó bà vô bà hỏi ổng đó, ông ơi nói được chuyện được chưa, là ổng nói được rồi. Lần đó đó các bạn là ông Bảy Được đó sợ tới già luôn, chẳng những vậy mà không dám đi qua bên nhà ông Hai Tâm luôn, không dám đi qua bển chơi luôn, sợ luôn. Lạnh không nè, bây giờ mình sẽ tiếp tục kể về ông Hai Tâm, đi sâu vào câu chuyện đó, để cho nó càng thú vị nhiều hơn. Ông Hai Tâm đó, ông nói như vậy là mấy con ma này quá trời nó linh rồi. Ông Hai Tâm đó, ông mới kêu thợ cưa cây á, đi lại cưa cây sau đó. Bữa đó đó, cái thằng thợ cưa cây á, các bạn, nó mới đi lại. Cây nó nai nịch xong xuôi trơn rồi, nó bước lại tới cái góc sau đó các bạn, nó nhìn lên trển không biết nó thấy cái gì ở trển. Tự nhiên cái nó xếp đồ đạc lại đi ra xe nó về luôn, nó không nói với ông Hai Tâm tiếng nào chứ. Ông Hai Tâm cũng tức trong bụng quá trời tức đi, trời ơi trời, thằng này nó mắc dịch mắc gió nhưng mà nó không nói mình tiếng nào chứ, nó bỏ về rồi. Cái ông Hai Tâm ổng tiếp tục đi kêu người khác thì nó cũng tương tự như vậy, kêu đâu hết 4 5 thằng rồi không có thằng nào dám leo hết trơn. Bữa đó ông Hai Tâm tiếp tục đi kêu thợ nữa, à cái thằng đó cũng nai nịch xong xuôi cho người các bạn. Cái mới đi lại cây sao nó leo lên, nó vừa bước leo lên vậy nè là thấy trên đó có một người chòm cái đầu xuống vậy nè, mà mặt mày rất là xấu xí đau khổ rách rưới. Cái tự nhiên cái thằng đó xanh dờn mặt mày chân. À, nó mới nói với ông Hai Tâm đó, chú Hai ơi chú Hai, con không có đốn cây sao này được đâu, không không nhưng mà con cũng không dám nói nữa, nghề nghiệp của con không dám nói nữa, thôi bây giờ con đi về. Nó cây ông Hai Tâm đó ông mới nói chết rồi, kiểu này không thằng nào dám đốn rồi, biết làm sao đây. Mà tối tối á, thì ông Hai Tâm lại nghe những cái tiếng rên rỉ từ ngoài cây sao đó, nó vọng vô trong nhà, nó khiến trong sợ hãi. Từ hồi nhỏ tới bây giờ đó ông không hề sợ ma, không hề tin trên đời này có ma, nhưng mà bây giờ ông trực tiếp nhìn thấy, trực tiếp nghe được những dòng âm thanh ma mị đó, những dòng âm thanh khốn khổ đó. Cái ông Hai Tâm đó các bạn, ông mới tiếp tục đi kiếm thợ nữa. Bữa đó đó mới có một cái thằng thợ đi về đó, ông Hai Tâm ông nói đó, bây giờ tao nói thiệt với mày, tao kêu về đây cũng cả chục thằng rồi, thằng nào cũng bỏ chạy hết, mấy thằng đó là mấy thằng chết nhát. Bây giờ tao sẽ cầm cây búa, tao đi ra ngoài cây sao đó, tao nhá vô đó 3 búa rồi tao cho mày đốn, cứ đốn bình thường không sao hết.
cây ông Hai Tâm đó, ông mới xách cái búa các bạn đi ra ngoài cây sao đó ông nha. Ông vừa dở cái búa lên vậy nè, lẩm ruột tay cái búa rớt xuống đất cái bập. Cái ông quay qua ông nói với thằng thợ đó, thôi bây giờ tao nhá rồi, mày cứ leo bình thường đi không sao đâu, mày đừng bắt chước mấy thằng kia, mày cứ đốn đại đi không sao chứ á. Cái thằng thợ đó, các bạn nó quay qua, nó quay qua nó dính cái sao, nó nhìn lên gì là nó thấy trên đó có mấy người ngồi chảnh nè, nó xanh mặt mày chân ha, tay chân dò cẳng gì rung chân á. Nó mới quay qua nó nói với ông Hai Tâm đó, chú Hai ơi con thấy rõ ràng rồi ông ơi, bây giờ là con không dám đốn đâu, thôi bây giờ con đi về. Trong khoảng thời gian đó đó các bạn, là ông Hai Tâm không có đốn được cây sao đó, mà bây giờ là nó bể nhiều dữ lắm rồi, ai cũng đều biết trên đó có những bóng ma, mà mấy cái thằng thợ cưa cây đó không bao giờ dám cưa luôn nó. Nhưng mà hiện tại thì cây sao nó vẫn sừng sững như vậy đó hà. Mà tối tối á, hai vợ chồng ông Hai Tâm á, thường nghe những cái lời xù xì rên rỉ trên cây sao á, nó vọng vô trong nhà đó khiến là khó chịu. Cây bà vợ ông Hai Tâm đó, bà mới nói hay là bây giờ cứ nấu cơm cúng đại cho nó đi ông ơi, chắc là những vong hồn ma đói. Ông Hai Tâm nói không, không được, bây giờ phải tìm bằng cách nào cho tôi không có tin những cái chuyện này. Nhưng mà nó có chuyện này đi chăng nữa tôi cũng không chịu mà cái tuổi ma quỷ này được đó. Cho nên người ta cũng nói một phần nào đó ông Hai Tâm là người thực tế, ông Hai Tâm là người rất là bản lĩnh nha các bạn. Ổng á cái bà thím Hai đó, bà cũng không biết phải làm gì. Mà nếu mà đi tìm thầy bùa thầy pháp thì đời này làm gì có thầy bùa thầy pháp mà tìm. Cái bà thím Hai đó, hằng đêm đó các bạn, hằng ngày đó, chiều chiều đồ đó, tối tối đó, bà thường hay niệm Phật à, bà cúng lại, bà giang giái đồ vậy 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 đó, cho đừng có ma quỷ nữa à. Mà ông cậu Hai ông kể lại câu chuyện là nó rõ ràng như vậy, câu chuyện đó cả một cái xứ đó người ta đều biết mà các bạn, là nó xảy ra là như thế này. Đêm đó đó một đám mưa rất là lớn, tầm hơn 8 giờ tối, mưa bằng mưa gầm 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 luôn, sấm chớp sấm chớp, người ta nghe thấy rõ ràng luôn một cái lần lửa nó xẹt xuống chỗ cây sao đó, ở chợ nó quánh xuống một cái gầm muốn rung chuyển chỗ đó luôn các bạn. Đó. Là đâu một vài tháng sau đó là người ta thấy cây sao đó nó chết queo luôn. Mà từ cái hôm mà từ ở trên mà ông quánh xuống chỗ đó một cái gầm đó, là ông Hai Tâm cùng với bà thím Hai đó là không nghe thấy bóng ma bóng quỷ gì nữa hết. Mà những người người ta đi ban đêm đó, người ta câu lưới ở ngoài đồng đó các bạn, người ta cũng không thấy trên đó còn những bóng ma luôn.